4,8 kg đổ 2,1 kg, 2,2 kg là mốc được mấy ký anh em. Thủ đội hình để cho năm sau bự ký mới được nha anh em. Bự ký mới bán được. Nhỏ ký bán không có giá trị, cũng không ai chơi hết anh em. Giờ ráng đổ thôi chứ biết sao giờ. Ai nói gì nói chứ mình vẫn kiên định, mình đổ tới à. Lớn ký phơm dáng đẹp, chấp xác chốt mạnh gà. Không máu diệt là anh em dễ sống lắm. Cái nào cũng phải đầu tư thôi anh em ơi. Ai cũng phải đầu tư rồi rút kinh nghiệm thôi. Gà này em đá 3 cái rồi nha anh em. Cũng hàng có giá trị. Hy vọng con móc F1 trên 3 kg là được. Chúa Mỹ nha anh em. Buồn buồn đi thăm gà chơi cho vui. Một trống 3 mái nha anh em. Em đổ bộ như đó à, một trống 3 mái à. Lão đại của em nè. Hung dữ dữ lắm. Thấy em đi tới chuồng là đá à. Mấy giống em đổ nó cũng lớn ký lắm nha anh em. 3 kg một con, 3 kg một con nha anh em. Cỡ này đổ ra con còn nhỏ đó anh em. Mấy 3 kg đổ trong Mỹ ra nó cũng ra có lớn có nhỏ anh em, chứ không có lớn hết.